Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên thay mặt cho Thầy Gia Cát cùng với 30 tập chương trình, Diễn Quỳnh xin kính chúc tất cả quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Thưa quý vị và các bạn, xem tử vi cho tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989 trong tháng 12 âm lịch sẽ giúp cho quý vị và các bạn nắm rõ được về tiền tài, gia đạo, sức khỏe và công danh sự nghiệp trong tháng 12. Khi biết trước được thiên cơ, bạn có thể làm cho mình những kế hoạch, hành động cụ thể để mọi việc được diễn ra suôn sẻ và thuận lợi nhất. Trong chương trình ngày hôm nay, Thầy Gia Cát cùng với các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt sẽ giúp cho quý vị luận giải về lá số tử vi của người tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989, giúp cho quý vị biết được sao hạn và cách phòng tránh, đồng thời đưa ra những phương pháp hóa giải giúp cho gia chủ Kỷ Tỵ luôn có được tài lộc, may mắn và bình an. Sau đây mời quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi phần luận giải chi tiết về tử vi cho người tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989 trong tháng 12 âm lịch. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989 trong tháng 12 âm lịch năm 2021. Thưa quý vị, Kỷ Tỵ sinh năm 1989 là người thông minh, sáng dạ và có khí chất, hấp dẫn, mưu lược và bí ẩn. Kỷ Tỵ không thuộc tiếp người bốc đồng, phô trương, họ kín đáo, hành xử âm thầm, khả năng tự lập cao. Họ thường thích đọc sách, nghe nhạc, thích ăn ngon, mặc đẹp hay bị thu hút bởi cái đẹp. Nữ Kỷ Tỵ quyến rũ nổi bật, nam Kỷ Tỵ nho nhã, lịch sự và có khí chất. Đại Lâm Mộc là cây lớn giữa rừng, che chở cho muôn loài. Người mệnh này giàu lòng trắc ẩn hay giúp đỡ người khác. Kỷ Tỵ có khả năng quan sát, học hỏi và rút ra nhiều bài học cho bản thân qua việc theo dõi thất bại của người khác. Kỷ Tỵ xoay chuyển tình thế rất tốt. Những lúc gặp khó khăn, họ luôn kiên nhẫn, phân tích kỹ càng để tìm ra mấu chốt của vấn đề rồi giải quyết một cách ổn thỏa. Bước vào tháng này, vận thế của người tuổi Kỷ Tỵ khá ổn định. Nếu muốn nâng cao hiệu quả làm việc thì bản mệnh cần phải dành nhiều thời gian để nghiên cứu và phát triển các kỹ năng cần thiết trong sự nghiệp. Không nên giữ thái độ hoành hoang, kiêu ngạo, coi thường người khác mà nên khiêm tốn lắng nghe, học hỏi. Cảm xúc ổn định cũng khiến cho bản mệnh ít vướng phải những sự kiện tranh chấp thị phi. Tuy nhiên, phương diện tình cảm không có nhiều khởi sắc bởi bản mệnh không dành nhiều sự chú ý đến vấn đề này. Mậu Dương Thổ gặp Canh Dương Kim nên gọi là thiên ấn, nghĩa là bản thân được sinh phù. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Kỷ Tỵ nếu có cơ hội nên chủ động chấp nhận thử thách để có kết quả tốt hơn. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Tuổi Kỷ Tỵ nằm trong cục diện bán tam hợp nên hoàn toàn có thể mong đợi sự phát triển khởi sắc của sự nghiệp. Trong tháng 12 âm lịch, tử vi nhắc nhở tuổi Kỷ Tỵ cần phải thận trọng, kẻo gặp họa tiểu nhân. Công việc của bạn đang trên đà tiến triển rất tốt, vì thế mà có thể bị nhiều kẻ xấu nhòm ngó. Sự nghiệp của người tuổi này có những bước tiến rõ ràng trong khoảng thời gian tháng 12 âm lịch. Tuy nhiên, bạn sẽ phải tham gia vào nhiều buổi tiệc tùng, tụ tập. Vì thế cần phải giữ đầu óc tỉnh táo, không để ảnh hưởng đến chất lượng công việc. Bản mệnh cần phải thận trọng trong từng bước đi của mình, tránh việc bốc đồng sốc nổi hay chủ quan thiếu chỉn chu trong công việc. Nếu không thì dễ bị tiểu nhân lợi dụng sơ hở mà lấy mất vị trí của mình. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp vào năm 2021, Thầy Gia Cát khuyên các gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, Tỵ, Dậu, Sửu giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các gia chủ để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Xem tử vi tháng 12 âm lịch, gia chủ Kỷ Tỵ không cần phải lo lắng quá nhiều về đường tài lộc. Sự phát triển ổn định của sự nghiệp sẽ mang lại may mắn về tài lộc. Các khoản đầu tư vào thời gian rảnh rỗi cũng sẽ tăng thêm thu nhập. Tuy nhiên, bạn cũng không thể quá ngông cuồng và lãng phí. Kỷ Tỵ sinh năm 1989 có thể may mắn kiếm được tiền. Hiệu năng tuyệt vời sẽ dẫn đến sự gia tăng đáng kể về tiền lương và tiền thưởng. Ngoài ra, bạn giỏi đầu tư vào các dự án tài chính có rủi ro thấp và lợi nhuận thấp, có vẻ không kinh tế nhưng lại sẽ mang lại cho bạn thu nhập cao khi được tích lũy, đã đến và ở một mức nhất định. Khi bạn có xu hướng chi tiêu tiền nhiều, tất cả các loại chi tiêu sẽ tăng lên trong năm nay và bạn cần phải phát triển một kế hoạch tốt để làm cho tất cả hài hòa và đáp ứng được nhu cầu.
Thời điểm này cơ hội tài lộc khá nhiều, bản mệnh nên chú ý để nắm bắt thời cơ, chớ nên để cho thời cơ trôi đi quá nhanh mà bản thân mình vẫn còn đang mù mờ về bước đường phía trước. Bản mệnh nên năng làm việc thiện, có thể từ đó bạn sẽ có thêm nhiều cơ hội để mở rộng các mối quan hệ, có thể hợp tác được thêm với nhiều người để tăng thêm thu nhập cho mình. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Những người sinh năm 1989 sẽ có sức khỏe tốt trong tháng 12 này. Sự nghiệp trôi chảy, cảm xúc ổn định và tập thể dục thường xuyên sẽ góp phần vào sức khỏe tốt cho bạn. Nhưng bạn phải tránh xa rượu bia và thuốc lá. Năm nay, sự giao thiệp xã hội tăng có thể yêu cầu bạn uống và hút thuốc nhiều hơn. Cho dù sức khỏe của bạn tốt đến đâu, hút thuốc và uống nhiều rượu có thể phá vỡ cơ thể của bạn. Vì vậy, tốt hơn hết bạn nên cắt đứt hoặc giảm dần giao tiếp xã hội và chăm sóc cơ thể của mình tốt hơn. Bạn cần phải chú ý về các bệnh dạ dày, đại tràng. Cố gắng hạn chế sử dụng các chất kích thích để bệnh không nặng hơn. Nên thường xuyên đi chùa để giữ được tâm thế thanh tịnh, thoải mái. Các gia chủ kỷ tỵ sinh năm 1989 hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát và đem lại may mắn bình an, cùng với đó là sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng phong thủy tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng để vật phẩm mang lại tác dụng tốt nhất cho các mệnh chủ kỷ tỵ sinh năm 1989. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Chuyện tình cảm của người tuổi này có dấu hiệu phát triển khá tốt đẹp. Người độc thân chinh phục được ánh mắt của bạn khác giới trong những buổi tụ tập bạn bè nhờ bản tính cởi mở và hài hước của mình. Bản mệnh sẽ quen được những người bạn chân thành và có cơ hội tìm được người như ý muốn. Những người tuổi kỷ tỵ sinh năm 1989 cần phải giao tiếp nhiều hơn với bạn đời và lắng nghe nhau. Trong tháng 12 âm lịch này, gia đình bạn sẽ có những xích mích, cãi vã và tranh luận giữa bố mẹ và con cái. Là người chủ gia đình, hãy giữ bình tĩnh, tìm lối giải quyết vấn đề tồn đọng thấu đáo nhất, tránh làm sứt mẻ tình cảm gia đình. Tổng quan tháng 12 âm lịch năm 2021, tháng Tân Sửu, năm Tân Sửu. Tháng 12 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ ngày 1 tháng 12 năm 2021 và kết thúc vào ngày 29 tháng 12 năm 2021, tức ngày 3 tháng 1 năm 2022 đến ngày 31 tháng 1 năm 2022 dương lịch. Tháng 12 Tân Sửu có nạp âm là Bích Thượng Thổ, tháng Sửu Lục Hợp Tý, Tam Hợp Tỵ và Dậu thành Kim Cục, Xung Mùi, Hình Tuất, Hại Ngọ, Phá Thìn và Tuyệt Mùi. Đối với người tuổi kỷ tỵ trong tháng 12 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch ngày 8 tháng 12 năm 2021, tức ngày 10 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Quý Hợi, có nạp âm là Đại Hải Thủy. Ngày âm lịch ngày 20 tháng 12 năm 2021, tức ngày 22 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Ất Hợi, có nạp âm là Sơn Đầu Hỏa. Đây chính là hai ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi kỷ tỵ. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh đó là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết và không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt lành đối với người tuổi kỷ tỵ trong tháng 12 âm lịch năm Tân Sửu năm 2021. Ngày âm lịch ngày 5 tháng 12 năm 2021, tức ngày 7 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Kênh Thân, có nạp âm là Thạch Lựu Mộc. Ngày âm lịch ngày 17 tháng 12 năm 2021, tức ngày 19 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Thân, có nạp âm là Kiếm Phong Kim. Ngày âm lịch ngày 29 tháng 12 năm 2021, tức ngày 31 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Thân, có nạp âm là Tuyền Trung Thủy. Đây chính là 3 ngày cát lành, các gia chủ tiến hành các công việc lớn đều liên quan đến những việc như là xuất hành hay là tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc là những vấn đề nhỏ trong gia đình của mình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cũng cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành, động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại, hoặc là anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Năm nay, thầy Gia Cát khuyên các gia chủ kỷ tỵ sử dụng vật phẩm phong thủy kim bài thái tuế của phong thủy lộc tài
đã được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho tuổi Kỷ Tỵ để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy để hóa giải vận hạn. Thưa quý vị, trong cuộc sống thì không phải ai cũng luôn gặp được may mắn và thành công. Bởi vì mỗi năm vận hạn của mỗi người sẽ khác nhau và cũng vì thế mà chúng ta luôn phải vững tin vào cuộc sống đầy chông gai này. Qua phần luận giải về tử vi của người tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989, quý vị đã phần nào nắm được vận hạn của mình trong tháng 12 và từ đó thì quý vị có được những bước đi vững chắc hơn trong tương lai sắp đến. Diễn Quỳnh rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị cũng đừng quên đăng ký kênh, nhấn chuông và like video này quý vị nhé. Còn bây giờ thì Diễn Quỳnh xin kính chào và hẹn gặp lại.